Chào các bạn đã biết cơm bữa vlog Long An sống rồi Long An. Đây hôm nay giờ hai vợ chồng mình ăn các bạn. Con nuôi nấu canh thịt xương các bạn. Con nuôi. Ngon đã không? Rồi. Mình ăn với nước mắm ớt các bạn. Rồi mời các bạn ăn con nuôi cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Quên lấy cái đũa vậy ha. Không đũa. Đũa được không? Này đó còn đũa. Con nuôi dài dài với ăn ha. Ở đây giờ nó không có bỏ miếng mắm không? Xương á, xương cơ mà, đó, cục xương đó, để là, cái đó chết, không được đủ rồi. Dữ lắm nè, làm ớt cay quá. Không vậy. Em nói tao. Ăn cay lắm. Mất cay ạ. Mình cắt ngay miếng ớt đấy. Thank you.
Sao trên nóc nhà rớt xuống rồi vậy? Xin chào các bạn nhé, gặp lại các bạn với video theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhiều lớp của mình vlog. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn. Nào vậy đi. Ok. Có cái dẻ lên đây nè ha. Dẻ bật cái này nè. Nhổ dữ ha. Ừ. Nhổ đó già mà.